năng được nhiều người mong đợi. Theo trang ELECT của Hàn Quốc, iPhone 12 sẽ được trang bị màn hình cảm ứng mỏng hơn và tiết kiệm năng lượng hơn do LG cung cấp. Một báo cáo trước đó của Ad News đã gợi ý về màn hình tích hợp cảm ứng sẽ được trang bị cho iPhone 12. Theo đó, các mẫu iPhone 12 Pro sẽ áp dụng công nghệ cho phép mạch điện màn hình cảm ứng được in trực tiếp trên tấm nền OLED. Thông thường, màn hình sẽ bao gồm phần mạch điện cảm ứng riêng biệt, sau đó được dán trồng lên. Với việc được trang bị màn hình tích hợp cảm ứng, Apple có thể tiết kiệm không gian và tăng dung lượng pin iPhone 2020 lên mức cao hơn. Báo cáo của The Elec cũng tiết lộ, LG đang chuẩn bị chuyển sang công nghệ bảng nối đa năng LTPO vào nửa cuối năm 2020. LTPO là tên gọi tắt của công nghệ màn hình OLED tiết kiệm năng lượng, được Apple dùng trên Apple Watch Series 4 và Apple Watch Series 5. Chính công nghệ màn hình LTPO OLED giúp đồng hồ thông minh của Apple có thể duy trì thời lượng pin cả ngày với tính năng màn hình luôn bật. Tính năng này rất có thể cũng xuất hiện trên iPhone 12 bản cao cấp, dù nó đã có từ rất lâu trên các smartphone Android.